Nó dễ cưng lắm. Ừ. Chị thấy con mình may không? Có những cái điều mà mình tưởng tượng á, nó không có tưởng tượng được. Dạ. Em hiểu không? Dạ. Có những điều mình tưởng tượng nó khác, nhưng mà khi gặp thì nó khác. Dạ. Chị cũng biết nói làm sao để cho em hiểu nữa. Hay em tò mò quá. Dạ. Ừ. Tức là ví dụ như một khuôn mặt quá cưng đi, ví dụ vậy, nhìn vô là thiện cảm liền, cứng thì cưng vậy đó. Là tất cả những cái kia là có thể bỏ đi được hết. Mà chị nói em nghe vấn đề như thế này. Những cô gái Bắc Ninh đó là những cô gái rất giỏi và rất tự lập tự chủ. Con gái ở đâu cũng tự lập cũng giỏi vậy á. Riêng cái con gái Bắc Ninh cái đặc tính nó ngộ lắm, cứng đầu nữa. Em có phải là mẫu đàn ông mà thích chinh phục không? Em thì rất thích quan tâm và chăm sóc. Và em cũng là người biết lắng nghe và chia sẻ với người khác. Và em cũng hay đồng cảm với người khác về bất kỳ vấn đề gì. Nên là em sẽ tự tin mà mình sẽ làm được điều đó. Bây giờ em nghe những cái tâm sự như vậy thì em thấy cái mẫu người đàn ông đó là có phù hợp với em hay không? Em nghe thì cũng được khoảng độ 50% rồi đấy. Em muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào hả em trai? Thì cái mẫu người bạn gái của em tìm thì em thích một người phụ nữ có mái tóc dài truyền thống. Tóc dài gì thấy nữa? Nó rất là bắt mắt và cũng nó hiền. Cái thứ hai là người phụ nữ đó không xe xua đua đòi theo cái thời đại này. Nói chung là tùy theo cái khả năng của mình như thế nào thì mình sẽ sống theo cái lối sống như thế đó. Thế còn cái ngoại hình thì sao nè? Ngoại hình thì thường thì em á, nếu mà em nói em đã là số 0 rồi thì em muốn tìm một người phụ nữ là số 1 để thành một điểm 10 cho... Bây giờ thì các bạn đã có mặt trên sân khấu. Mình giới thiệu lớn lên cho mọi bên cùng nghe nha. Mời em trai. Xin chào anh MC Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào bạn nữ ngồi bên kia và tất cả các vị khán giả đang ở trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thanh Hiền. Năm nay em 35 tuổi. Nguyên quán của em thì ở miền Tây, nhưng hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Tây Ninh. Hiền làm gì Hiền? Công việc chính của em thì về bên lĩnh vực dịch vụ. Em mở phòng kinh doanh karaoke á anh. À, dịch vụ karaoke, đó là mình mở luôn hả? Dạ, em mở tại nhà. Rồi. Còn em? Em xin được chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn bên kia và chào toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Hường và em đến từ Bắc Ninh. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Long An ạ. À, Bắc Ninh là đồng hương với chị. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 34 tuổi ạ. 34 tuổi? Trời ơi, vậy mà nhìn trẻ quá vậy. Rồi cái công việc của em là... em làm gì? Hiện tại thì ở dưới Long An thì em đang mở một cửa hàng kinh doanh về shop thời trang quần áo. À, em nói về một chút về mình đi. Cái điểm mạnh và điểm yếu của em. Điểm mạnh của em thì là em thì sống tự lập từ khi mà bắt đầu ra trường là em đã tự lập rồi. Và đặc biệt là em rất là hòa đồng, năng động. Nói chung là rất là thích đi du lịch, đi chơi đây đó. Và đôi khi là em... hay làm việc một mình, thích làm việc một mình. Và nói chung là kể cả đi cà phê hay là gì đó là cũng thích đi một mình nhiều hơn. À, thích đi một mình. Dạ vâng. Em nghĩ cái đó là điểm yếu hay là điểm mạnh của mình? Em nghĩ là chắc là đấy là một cái điểm hơi yếu của mình. Tại vì là do là giống như theo kiểu mình hơi sống trầm nội tâm quá. Dạ vâng. Rồi bây giờ thì em trai, em có ưu điểm khuyết điểm gì? Điểm mạnh của em á thì vui vẻ, rất dễ hòa đồng với môi trường, dễ thích ứng với môi trường. Lúc mà học xong ở phổ thông ở tỉnh, ở quê nhà thì lên thành phố thì tự mình phải bươn chải, không có người thân giúp đỡ hỗ trợ thì em phải bươn chải tự mình, nên là em cũng rất là ấy với điều đó. Em có mấy mối tình rồi? Em thì nó mối tình chính thức thì em được một mối tình chính thức, quen nhau cũng được 4 năm rưỡi, chia tay nay cũng tầm khoảng 7 năm rồi. Tại sao chia tay? Thì lúc trước thì đi học và đi làm thì em ở Sài Gòn. Nhưng mà khi mà ba mẹ em thì em thấy cũng lớn tuổi rồi thì em cũng muốn quay về quê để mà kiếm một công việc nào nó phù hợp. Thì chắc có lẽ là do cái khoảng cách mình ít có tiếp xúc, mình ít có quan tâm chăm sóc được bạn gái nhiều như lúc trước á. Thì chia tay rồi. Coi như là thiếu sự chăm sóc đó. Rồi mời em gái. Còn em thì sao? Tình trường của mình như thế nào? Tình trường của em thì em có một mối tình chính thức cách đây là 4 năm. Sau đó là cũng chia tay. Còn hiện tại thì cũng có những một số mối quan hệ nhưng mà không đi đến đâu cả. Nhưng mà cái mối tình kia của em lý do tại sao chia tay? Em quen cũng rất là lâu nhưng mà sau đó là do không hợp tuổi ấy chị. Bên kia là nói chia tay ạ. Bây giờ em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn tìm một người đàn ông trưởng thành, tự lập, hòa đồng và đặc biệt là có một chút hài hước một chút ạ. Về ngoại hình thì em có đặt một cái mẫu như thế nào không? Ngoại hình thì là em muốn người bạn trai của mình cao khoảng từ 1m65 trở lên, không có bụng bầu, rồi mắt hai mí, không bị hói ạ, không bị hói, và dáng người gọi là nếu mà mảnh mai một chút càng tốt ạ. Mảnh mai hả? Nhưng mai mới mảnh được không? Ê, bữa nay coi như là ở bên bển là đầu tiên anh Linh ra nói là em tôi nữa rồi. Thành ra là để tôi coi làm sao nè. Này mai mới mảnh, nhưng mà mảnh mai. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Dễ thương lắm, dễ cưng lắm. Ừ. Chị thấy có mình mai không? Có những cái điều mà mình tưởng tượng á, nó không có tưởng tượng được. Dạ. Em hiểu không? Dạ. Có những điều mình tưởng tượng nó khác, nhưng mà khi gặp thì nó khác. Dạ. Chị cũng biết nói làm sao để cho em hiểu nữa. Hay em tò mò quá. Dạ. Ừ. Tức là ví dụ như một khuôn mặt quá cưng đi, ví dụ vậy. Nhìn vô là thiện cảm liền, cứng thì cưng vậy đó. Là tất cả những cái kia là có thể bỏ đi được hết. Mà chị nói em nghe vấn đề như thế này. Những cô gái Bắc Ninh á, là những cô gái rất giỏi và rất tự lập tự chủ. Con gái ở đâu cũng tự lập, cũng giỏi vậy nghe. Riêng cái con gái Bắc Ninh cái đặc tính nó ngộ lắm, cứng đầu nữa. Em có phải là mẫu đàn ông mà thích chinh phục không? Em thì rất thích quan tâm và chăm sóc. Và em cũng là người biết lắng nghe và chia sẻ với người khác. Và em cũng hay đồng cảm với người khác về bất kỳ vấn đề gì. Nên là em sẽ tự tin là mình sẽ làm được điều đó. Bây giờ em nghe những cái tâm sự như vậy thì em thấy cái mẫu người đàn ông đó là có phù hợp với em hay không? Em nghe thì cũng được khoảng độ 50% rồi đấy. Em muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào hả em trai? Thì cái mẫu người bạn gái của em tìm thì em thích một người phụ nữ có mái tóc dài truyền thống. Tóc dài gì thấy nữa? Nó rất là bắt mắt và cảm nó hiền. Đó. Cái thứ hai là người phụ nữ đó không xe xua đua đòi theo cái thời đại này. Nói chung là tùy theo cái khả năng của mình như thế nào thì mình sẽ sống theo cái lối sống như thế đó. Thế còn cái ngoại hình thì sao nè? Ngoại hình thì thường thì em á, nếu mà em nói em đã là số 0 rồi thì em muốn tìm một người phụ nữ là số 1 để thành một điểm 10 cho gia đình hạnh phúc, đúng không? Dạ, chứ bây giờ hai số 0 thì nói chung là nó sẽ thành con zero. Ý là mình dây đúng không? Ừ. Em thì rất là đam mê về cái lĩnh vực ẩm thực. Em cũng có thích nấu nướng này kia nọ, mà nếu mà một cái bạn nữ mà thích không khí không mà vẫn mập thì nói chung là về với đội em thì nó sẽ không sao, dễ thương mà. Em đồng ý đấy anh ạ. Em cũng đang cần được tăng ký đấy anh ơi. Dễ thương. Em chào anh. Chào em gái. Dạ. Dễ thương ha. Anh thấy người Bắc Linh thế nào anh? Người ơi người ở đừng về. Dạ. Dễ thương mà. Dạ. Ra với bên đàn gái chúng tôi á thì là được khoảng 80 đến 90% những cái yêu cầu mà đàn trai của bên anh đặt ra. Được hết, được. Nhưng hết mà bên đó. Anh á thì lại là chỉ có 50% cái yêu cầu bên đàn gái tôi đặt ra thôi. Chưa chắc rồi nha. Tôi rất hy vọng là khi mà mở rào á thì là bạn cô dâu bên tôi á, sẽ có một cái sự thay đổi giống như cái cảm nhận của tôi vậy. Linh đảm bảo á, đàn gái mà nhìn đàn trai sẽ rất là ưng ý, bởi vì tôi chắc chắn cam đoan rằng đây là trụ cột, một bờ vai rất vững chắc cho người phụ nữ dựa vào. Chính xác là một cái cột của gia đình. Đúng rồi, đúng không? Dù có gió bão cũng không bao giờ bay nổi. Không bao giờ bay nổi. Đó. Anh cao bao nhiêu hả anh ơi? Anh cao bao nhiêu đấy? Anh cao 1m72 em. Thấy chưa? Cao 1m72 em. Nhìn cao. Cao 1m72, nặng 120 kg. Không, mấy bảy nói quá. Bảy mấy ký thôi, 120 kg là hai người cộng lại. 70 mấy ký là cái thời mà em còn trẻ trâu á. Còn bây giờ hiện tại bây giờ em đã 90 rồi. 90 kg hả? Không phải là trai mà. Tại vì thật sự là tại vì cái công việc với lại cái bản tính em là rất là năng động, nên là em vận động rất là nhiều, nên người em nó sẽ săn chắc. Chắc miễn chắc là được rồi. Dạ bây giờ hỏi người thân trước đi ha. Đúng rồi. Em đi với ai? Dạ em đi cùng với anh trai, chị dâu, em gái và em rể. Rồi, xin mời gia đình bên... em xin chào anh Quyền Linh ạ, chị Hồng Vân ạ. Chào bạn trai nhé, chào toàn thể quý vị khán giả ạ. Em tên là Ngà, em đến từ Bắc Ninh ạ. Em thì em nhìn bạn trai bên này em thấy là anh rất là chững chạc ạ, hiền ạ. Cảm ơn. Có vẻ là trầm tính ạ. So với bạn Hường thì hai bạn này về công việc ấy, về tính tự lập thì em thấy là hai bạn là cũng tương đương nhau. Hai bạn nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau thêm. Rồi, cảm ơn em. Vâng. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với chị gái và đồng nghiệp của em ạ. Chị ruột á hả? Dạ, chị ruột và chị họ. Chào anh Quyền Linh và chị... chào chị Hồng Vân. Em cũng là chị họ với Hiền. Nói về cái nhận xét thì Hiền em trai này thì từ xưa giờ là tánh rất đầm, hiền, chịu khó, biết chia sẻ. Còn nếu chị nhận xét về em gái bên đây thì chị thấy rất là hợp. Nha. Cái hợp nhất là tự lập, Còn Hiền bên đây là con trai một trong gia đình, cũng tự lập. Chị thấy thì hai đứa cho cơ hội với nhau, mình cũng đã lớn tuổi rồi. Chị chỉ khuyên hai em vậy thôi. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị họ. Bây giờ thôi con mở rào đi. Chị ấp úng hoài. Đúng rồi, mở rào. Khi mà chương trình có thông báo cho anh là có lịch ghi sóng á, thì anh mới bắt đầu chuẩn bị món quà này. Em có thể mở ra và xem món quà này. Anh giúp em. Tự em làm luôn ha? Dạ, tự em làm ạ. Vâng, tức là cái đó là gì vậy em nói đi. Dạ, bánh đây là gọi là bánh măng, búp măng dứa. Là em tự làm? Dạ. Wow, cái bánh dứa chị thích ăn lắm. Dạ. Rất là thơm ạ. Em cảm ơn. Thôi, cảm ơn. Sau đây thì cái này thì em xin tặng cho hai MC vui tính của chương trình. Bánh luôn hả? Đây đây anh bánh tráng trộn đúng không? Dạ. Trời ơi, đặc sản rồi anh, dân ăn được cái này đâu. Em vừa có món quà tặng anh. Bánh tráng trộn Tây Ninh, đặc sản Tây Ninh. Hy vọng là nó sẽ phù hợp với anh, nhưng mà em nghĩ rằng là chắc chắn là sẽ không thể là mặc vừa được. Vì em tặng là một chiếc áo sơ mi ạ. À rồi, cảm ơn em. Mặc dù có thể là không vừa nhưng mà nó rất là có ý nghĩa đối với anh. Rồi, em lấy ra anh coi, lấy ra coi thử cái màu. Nhưng mà anh có thể là đến tại cửa hàng của em để đổi size vừa hơn được ạ. Chắc phải đổi size quá. Chắc chắn là phải đổi rồi. Dạ đây với chiếc áo sơ mi ạ. Size gì? Vừa chứ hả? 2X là 2X hả? Dạ đó, mở ra thử đi cơ. 2XL hả? Không, anh ấy không vừa đâu. Em nhìn như này là biết là anh không vừa đâu. Em mở ra coi cái màu sắc đó làm sao. Đây ạ. Là nhỏ ra. À, cái này là size của nít nha trời. Không, size lớn mà chị. Lớn thì mà 2XL mà chị. Đó. Thôi cái này chắc em phải về phấn đấu giảm cân quá. Hy vọng là khi anh giảm cân anh sẽ mặc vừa chiếc áo này. Cái màu rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Áo đó để anh mặc hợp hơn á, 2X. Không có vừa. Sao đâu, nhưng mà anh Linh và chị Hồng Vân ở đây em bán cả đồ lam và đồ nữ, anh chị có thể xuống ủng hộ em ở tại đó. Được, anh mặc XL đó. XL ạ? Dạ. Đây tới 2X rồi. Khi anh mở rào thì anh thấy em thế nào ạ? Không, nói chung là ấn tượng đầu tiên thì trước khi mà nhìn luôn á thì nghe giọng nói của em thì anh cảm thấy rất là ấm. Dạ. Và rất là có thiện cảm. Và khi mà mở rào ra thì nói chung là nó rất là phù hợp với những gì mà anh đã tưởng tượng trước đó. Dạ. Còn em khi mà chắc em sẽ bất ngờ về anh, về cái ngoại hình trước tiên. Không, tại vì lúc đầu nghe chia sẻ là anh cần một số 1 để cho thành một số 10 tròn chỉnh là em đã hình dung ra rồi ạ. Nhưng mà khi mà gặp anh thì em cảm thấy rằng là cũng là một người rất là hiền, dễ gần, đặc biệt rất là hài hòa. Anh quan niệm thế nào về tình yêu và hôn nhân ạ? Tình yêu á, là nếu mà một khi đã quen, đã chấp nhận đến với nhau thì mình phải biết hy sinh và chia sẻ với nhau, vì nhau mà cố gắng, chứ không thể nào mà cứ buồn vui thất thường hay là mỗi lần giận nhau thì mình lại đòi chia tay này kia, thì cái đó là anh không có chấp nhận được đó. Dạ vâng. Anh có tính lăng nhăng không ạ? Không, anh thì bản tính anh là trung thủy đến bây giờ luôn, anh cũng vẫn trung thủy, một thân một mình luôn mà. À, với một thân một mình ạ? Em là người rất là thích lãng mạn, nhưng mà em thì lại hơi khô cứng trong vấn đề tình cảm. Hy vọng là anh sẽ bổ sung để làm cho em. Điều đó thì anh có thể làm được. Cho em hỏi một chút là anh hiện tại là đang ở Tây Ninh đúng không ạ? Anh ở Tây Ninh. Thành phố Tây Ninh luôn. Thành phố Tây Ninh luôn. Thì bây giờ nếu như chẳng hạn như là mình hẹn hò đi ạ. Nếu mình hẹn hò thì bây giờ từ Tây Ninh lên chỗ em thì một tuần anh lên được mấy buổi ạ? Thì cái công việc anh thì nó cũng, tại vì anh kinh doanh bên lĩnh vực karaoke thì nó cũng dễ, rất là dễ. Chỉ trong những cái dịp mà lễ lộc thì anh không thể đi thường được với để mà xuống chơi với em. Còn dạ. Nếu mà ngày thường thì chỉ cần mình thích thì mình có thể đến với nhau. À, chứ mà chỉ cần alo cái là anh là đến rồi. Chỉ cần alo thôi. Với lại bây giờ thời buổi công nghệ rồi thì mình, nếu mà bình thường mình không gặp nhau thì mình vẫn có thể nói chuyện video này kia nọ, mình có thể là quan tâm chia sẻ với nhau đủ mọi thứ rồi. Còn dành thời gian cho nhau để mà gặp mặt trực tiếp thì anh nghĩ là chỉ cần mình sắp xếp thời gian phù hợp thì mình có thể gặp nhau. À, dạ vâng. Dạ em làm karaoke là em rất là thích những người hát hay đúng không? Dạ em thích chị, mà ác cái là em lại không hát được, nên là nếu mà bạn nữ có khả năng thì có thể tặng em một bài hát. Bắc Ninh là quan họ Bắc Ninh đấy. Quan họ rất là hay. Em hát dân ca quan họ Bắc Ninh đi. Em cũng là người hay hát nhưng mà hát không hay lắm. Thì em cũng xin được gửi tặng chị Hồng Vân và anh Quyền Linh và toàn bộ quý khán giả cùng với anh là một đoạn trong bài hát của làng quan họ quê tôi ạ. Hy vọng là mọi người cùng ủng hộ ạ. Cho em một tràng vỗ tay đúng không ạ? Ủng hộ. Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội, Những đêm trăng hát gọi con sông Cầu với làng Báo Xanh là những làng quan họ xanh xanh. Làng quan họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió, lón quay thao lói gì người ơi, lón quay thao lói gì người ơi. Hay quá, chị ơi. Hôm nào em phải học chị Hồng Vân, chị hát quan họ Bắc Ninh cực hay luôn, ngọt lắm. Dạ, ha? Vâng ạ. Em trai hát lại đối đáp liền. Đối đáp đi em ơi. Thì có gì là em sẽ hát một vài câu. Em sẽ hát bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Hòn lỡ xa vào đôi mắt em về. Anh Linh cứu bồ, cái này là đúng tuổi Linh luôn rồi. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chưa? Chiều nay xõa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi. Đường hoa vẫn chưa mở lối. Rồi từ đây đến chiều mở lối nha. Cảm ơn chủ karaoke. Bây giờ trước khi bấm nút em muốn nói điều gì với người đối diện? Nói suy nghĩ thế nào, nói gì thế? Thì anh hy vọng là sau cái buổi chương trình này, nếu mà mình cảm thấy hợp thì mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Anh thì anh nghĩ mình đã đủ tuổi chững chạc và để chịu trách nhiệm về những cái gì mà anh nói. Em cứ nhìn cái ngoại hình của anh thì em biết rồi. Ngoại hình của anh và cái số ký của anh thì chắc chắn sẽ là một cái điểm tựa vững chắc để cho em có thể là dựa dẫm và hết cái thời gian sau này. Và... Kinh quá kinh. Anh thì là một người rất thích về nấu ăn, nên là khi mà yêu anh rồi thì em sẽ không bao giờ lo sợ đói. Rồi, cảm ơn em. Thực tế em thấy dạ, rất thời gian. Thực tế luôn. Hãy để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Suy nghĩ thật kỹ nhé, để xem đây có phải là nửa mảnh ghép của mình hay không. Trái tim mình có rung động hay không? Nếu rung động thì chúng ta bấm nút. Mời bà mối Hồng Vân. 3 2 1. Hết thời gian. Hay quá. Tôi mới đến 3 thôi là ông đã bấm rồi. Tôi nghe cái chặt rồi. Em đâu có để dùng hết cơ hội được chị. Chính xác. Không. Có cơ hội chúng ta hãy đón nhận lấy. Hãy nắm tay nhau đi. Chị rất sợ là bạn không bấm, nhưng mà khi bạn bấm là chị mừng thật sự. Thanh niên nghiêm túc vẫn phải thực hiện đúng cái nghĩa vụ format của chương trình. Đó là cái hôm đầu tiên. Em có thể cho phép anh được thực hiện cái nghĩa vụ của chương trình hay không? Dạ được. Hung mà nói nghĩa vụ chương trình đâu được hung được gì đâu. Đây là những món quà của chương trình dành cho các bạn. Vina Cacao gửi tặng 2 bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của 2 bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Vita Dairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của 2 bạn 1 năm miễn phí cacao uống liền Vita Dairy trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Dạ, xin cảm ơn. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Dạ. Bây giờ mình có thể nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình.